30 tháng tư, một chín bảy lăm, 30 tháng tư, 1975. Ôi Việt Nam, Việt Nam, từ một tháng tư đêm bao nhiêu gia đình ly tán lầm than, trên quê hương mà đánh mất quê hương. Tù ngục đổi đời, giam hãm đời cha, tù ngục đổi đời, héo hon đời mẹ, vai gầy còn nỗi đau thương, tay bế tay bỏng, tay xách tay mang, lặn lội thân cỏ thăm nuôi chồng chốn thăm sơn. Và khi ấy cha mẹ con, con rất trẻ, như con bây giờ, như con hôm nay. Cỡ túi con bây giờ, cỡ túi con hôm nay. Hỡi các con của cha, hỡi các con của mẹ, luôn luôn phải nhớ rằng từ đâu con đến đây, và vì sao con đến đây, và vì sao con đến đây. Chúng con nghe lời cha, chúng con nghe lời mẹ, nên luôn tự nhủ mình từ đâu con đến đây, và vì sao con đến đây, và vì sao con đến đây. Cây có cội, nước có nguồn, cội nguồn ta là non nước Việt Nam, nên vàng ba sọc đó là quốc kỳ thân yêu, quốc ca là bài này công dân ơi. Hỡi các con của cha, hỡi các con của mẹ, luôn luôn phải nhớ rằng từ đâu con đến đây, và vì sao con đến đây, và vì sao con đến đây. Chúng con nghe lời cha, chúng con nghe lời mẹ, nên luôn tự nhủ mình từ đâu con đến đây, và vì sao con đến đây, và vì sao con đến đây. Cây có cội, nước có nguồn, cội nguồn ta là non nước Việt Nam, vì vẫn nước ngả nghiêng từ một tháng tư đen, nên ta đành tạm xa quê hương. Thắp sáng tim con yêu thương của mẹ Việt Nam, đất nước còn không còn ta cũng được, đất nước không ta có cũng bằng không. Ấm mái trong con yêu thương của mẹ Việt Nam, tiếng mẹ con, đất mẹ con, cho chúng ta vẫn còn một ngày về lại quê hương. Con vẫn luôn trao dồi tiếng mẹ đẻ cho con, con sẽ không bao giờ xa rời cội nguồn quê hương. Ôi thân thương sao những chuối bà hương, những sôi nếp một những đường mía lau. Hỡi các con của cha, hỡi các con của mẹ,
luôn luôn phải nhớ rằng từ đâu con đến đây và vì sao con đến đây và vì sao con đến đây. Chúng con nghe lời cha, chúng con nghe lời mẹ nên luôn tự nhủ mình từ đâu con đến đây và vì sao con đến đây, từ đâu vì những bàn chân đi trên nhung lụa đỏ, con sờ mòn gót nhỏ đôi giày đinh, chưa một lần đi xa ra trần lăn sỏi đá nên hiểu gì thịt màu rên lá. Có những bàn chân băng qua sông qua núi, đạp đàn mình sống tới giữa làng quê, sau cuộc chiến tàn thân hình không còn nguyên vẹn, cho muôn người thanh thản sống bình yên. Có những bàn chân ngày đêm dập chiêu sân nhảy, cao lâu đầy tinh rượu nghiêng say. Có hay không những bàn chân đang còng những bàn chân chèn lên máu thoát thân lửa đạn. Có những bàn chân suốt đời không biết đi thì phải, vào nhà tháng mấy ra phố lên xe, rất tương phản với chân nghèo hành khất, lang thang đời một kiếp nhiều khê. Có những bàn chân lưu danh muôn đời nhớ mãi, những người hùng năm tháng dài bôn ba, phi hành xa thấy nhân loại lên vũ trụ, áo trắng âm thầm khắp nẻo gần xa. Có những bàn chân đi trên con đường khổ nạn, chịu cực hình để gánh tội muôn dân, trước giờ hơi tàn trôi trăn tình yêu nhân loại. Em ơi bàn chân nào ta chọn để tôn thờ, cao lâu đầy
chiêng sai có hay không, những bàn chân đang còng những bàn chân chèn lên máu thoát thân lửa đạn. Có những bàn chân suốt đời không biết đi thì phải, vào nhà tháng mấy ra phố lên xe rất tương phản với chân nghèo hành khất lang thang đời một kiếp nhiều khê. Có những bàn chân lưu danh muôn đời nhớ mãi, những người hùng năm tháng dài bốn ba, phi hành gia thấy nhân loại lên vũ trụ, áo trắng âm thầm khắp nẻo gần xa. Có những bàn chân đi trên con đường khổ nạn, chịu cực hình để gánh tội muôn dân, trước giờ hơi tàn trôi trăn tình yêu nhân loại. Em ơi bàn chân nào ta chọn để tôn thờ, em ơi bàn chân nào ta chọn để băng rừng băng suối anh ơi, ngày đêm sông pha gian nguy, gìn giữ quê hương yên vui nơi tuyến đầu lửa khói. Anh biệt động anh nhảy dù, thủy quân lục chiến cùng chiến xa ào ào tiến lên. Anh về hài lang trời quê em không quân ta vẫy vùng, anh về Mỹ Thủy Hội Yên biển quê em chiến hàm kiêu hùng, quân thủ khiếp vía chạy dài. Anh về xóm đảo Lá Vàng, về sông Thạch Hán diệt tan quân thù, ta chiếm lại Triều Phong. Trời quê em hôm nay xanh tươi, biển quê em đang reo reo vui, toàn dân ta mừng tin chiến thắng. Quảng Trị ơi, cờ vàng bay bay trên cổ thành đẹp trời, quê hương biết bao xôn xao, thôn xóm gọi nhau mà lệ vui nghẹn ngào. Cờ vàng bay, cờ vàng bay, bay như ngày nào, bay như ngày nào, nhờ công ơn của bao anh hùng nằm xuống. Cờ vàng bay, cờ vàng bay, ôi muôn tự hào, ôi muôn tự hào, dòng sự xanh dệt nên bằng bao máu xương. Ngàn câu ca xin dâng quê hương, ngàn yêu thương cho anh phong sương, ngày đêm xa trường vang tiếng súng. Quảng Trị ơi, cờ vàng bay bay trên cổ thành hào hùng, bao chiến sĩ ta thương anh, xin kết vòng hoa tình họ phương đậm đà.
anh băng rừng băng suối anh ơi, ngày đêm sóng pha gian nguy, gìn giữ quê hương yên vui nơi tuyến đầu lửa khói. Anh biệt đồng anh nhảy dù, thủy quân lục chiến cùng chiến xa ào ào tiến lên. Anh về hài lang trời quê em không quân ta vây vùng, anh về Mỹ Thủy Hội Yên biển quê em chiến hàm kiêu hùng, quân thủ khiếp vía chạy dài. Anh về xóm đảo Lá Vàng, về sông Thạch Hán diệt than quân thù, ta chiếm lại Triều Phong. Trời quê em hôm nay xanh tươi, biển quê em đang reo reo vui, toàn dân ta mừng tin chiến thắng. Quảng Trị ơi, cờ vàng bay bay trên cổ thành đẹp trời, quê hương biết bao xôn xao, thôn xóm gọi nhau mà lệ vui nghẹn ngào. Cờ vàng bay, cờ vàng bay, bay như ngày nào, bay như ngày nào, nhờ công ơn của bao anh hùng nằm xuống. Cờ vàng bay, cờ vàng bay, ôi muôn tự hào, ôi muôn tự hào, dòng sứ xanh dệt nên bằng bao máu xương. Ngàn câu ca xin dâng quê hương, ngàn yêu thương cho anh phong sương, ngày đêm xa trường vang tiếng súng. Quảng Trị ơi, cờ vàng bay bay trên cổ thành hào hùng, bao chiến sĩ ta thương anh, xin kết vòng hoa tình ngọc phương đậm đà. Cờ vàng bay, xin cảm ơn các anh chiến sĩ Cộng Hòa, Cộng Hòa Việt Nam. Trong kinh hoàng hãi hùng, bởi trong quê xa mà xót người tử ly. Mình em lênh đênh trên muôn trùng sóng dữ, bơ vơ nơi phương trời bão lũ. Còn ta đau thương gông cùng uất hận, làm thân vong nô trọn kiếp đời lầm than. Mộng xưa tan hoang chôn sâu vùng quên lãng, cô đơn cùng bóng đêm. Quê hương đó những đêm dài nghiệt ngã, người lạc cầm như phiến đá vô tình, người nông phu lang thang ngoài phố thị, người vượt biên chôn xác lòng đại dương. Đầu phố thi nhân ngồi khóc cười, mà xót thương em đời gái gọi. Trẻ thơ bơ vơ nằm ghế đá, người thương mình ra đứng hát bên phà.
quê hương đó những đêm dài nghiệt ngã. Người lặng tâm như phiến đá vô tình, người nông phu lang thang ngoài phố thị, người vượt biên chốn xa lòng đại dương. Đầu phố thi nhân ngồi khóc cười, mà xót thương em đời gái gọi trẻ thơ bơ vơ nằm ghế đá. Người thương mình ra đứng hát bên phà, mẹ xa quê hương ra sông ngồi nhớ nhà. Người em năm xưa đành dứt bỏ tình xưa. Ngày lên xe hoa em chôn vào dĩ vãng. Quê hương hay mối tình lỡ dở. Từ khi ly tan ta âm thầm ngóng đợi, chờ nghe tin anh tân cuối trời mù khơi. Mà nghe trong ta như cánh rừng khô cháy, đau thương và uất nghẹn. Mà nghe trong ta như cánh rừng khô cháy, đau thương và uất nghẹn. Anh băng qua bao nhiêu rừng sâu, dù anh băng qua ba mươi mấy nhịp cầu, dù Cali, Houston hay New York, quê hương anh vẫn mãi là Việt Nam. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, nơi anh sinh ra và lớn lên người. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, nơi anh biết yêu, biết khóc, biết cười. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, nơi anh ra đi và sẽ trở về. Việt Nam ngày nó sẽ sáng cho tới hết ngày thứ hai, chưa hết ngày ngày mai thì không cũng còn buồn lắm, nhưng mà hết cho hết ngày thứ hai luôn. Be good, be good this evening, be good. Chúng ta rất là hạnh diện ngày hôm nay đó, là trong cái năm thứ ba. Ai đến đây lần đầu tiên? Giơ tay lên. Ai? Who's first time? Ok. Ai đến đây lần đầu tiên giơ tay lên? Về làng A Di Đà ở đây lần đầu tiên. Cũng khoảng là một phần tư. Các ngày mai cũng còn đông hơn là những người 50-50 đó, gọi là không biết là ông Thích Thông Lai này ông làm cái gì đây mà cứ mỗi năm rồi cứ tề tụ ở đây rồi ở kia. Có ai thắc mắc gì cái đó không?
nói thật đi, bữa nay là mình nói thật. Vô trong làng này là bây giờ là mình nói thật hết. Mình mà nói dối một cái mấy ông tướng không phù hộ cho mình đâu. Tại vì có nhiều người nói láo, nói không có thành tâm đó. Không có thành tâm thì Mai Cổ Hòa xin phép, nếu mà quý vị là những người đầu tiên về đây, Mai Cổ Hòa đã đảnh lễ thầy từ khi mà 3 năm trước đây, và lúc nào gặp cũng đảnh lễ thầy. Trước đây thì Mai Cổ Hòa cũng không biết, cũng 50-50 với thầy. Ông lên đây ông theo dõi tôi. Lên đây đúng rồi để theo dõi. Rồi sau này đó thì quý vị cũng biết rằng là ngày hôm nay cái chương trình nó rất là dài. Dài lắm, dài cho tới khuya rồi dài cho tới ngày mai. Cho nên chúng ta phải thật lòng để có nhiều sức khỏe và ơn trời Phật cũng như là những người khuất mật khuất mài sẽ ban phước cho chúng ta để chúng ta có nhiều sức khỏe để nghe, thứ nhất là Phật Pháp, thứ hai là nghe chuyện đời. Ít nhiều gì chúng ta cũng là những bà Tám. À, ông Tám. Tại vì có một số quý vị đã hỏi Mai Cổ Hòa, trời ơi cái cô đó sao mà cô bị đâm 18 nhát mà cô còn sống, có ai coi cái đó không? Đó. Lát nữa có thắc mắc gì thì ông Tám này sẽ trả lời. Mà nói chuyện về ông Tám thì Mai Cổ vào nghe cái chủ đề để mà thưa cùng tất cả quý vị. Tại vì chút nữa là đề tài là sư phụ sẽ nói chuyện. Nhưng mà Mai Cổ mới thưa thật xa và thật tình và thật lòng luôn. Nếu mà quý vị nào còn thắc mắc cái hệ thống của chùa Tổng Nguyên, thằng A Di Đà, và còn hoang mang có tư tưởng này tư tưởng khác, xin đừng có dùng những cái câu như là để tôi về tôi làm việc với gia đình tôi trước nữa. Cái câu làm việc đó là cái câu nó rất là xỉn xấu và rất là hỗn hào của cộng sản và công an mà thôi. Đừng có để cho ai bị là ám ảnh cái chữ làm việc. Chúng ta sẽ nói chuyện và chia sẻ với nhau. Chúng ta sẽ hết lòng vì thứ nhất là đạo Pháp, thứ hai là chúng ta tin về sư phụ, thì chúng ta cứ nghĩ rằng ít nhiều gì mình có căn, mình có ơn, có phước, mà mình xuất gia gieo duyên tạm thời 2-3 ngày xong rồi về nhà mở bàn tiệc ra ăn mặn ăn gì đó, thì cái đó là cuộc sống của mình. Nhưng mà mình đến đây được á, là ngày hôm nay Mai Cổ Hòa bảo đảm với tất cả quý vị sẽ có nhiều cái bất ngờ, sẽ có nhiều chuyện bất ngờ. Có nhiều người đến đây từ hôm thứ Năm đã có nghe và theo cái chuyện mà mặt đối mặt, đúng không, mà coi được có 2/3 cái phần quan trọng không cho coi để dành. Tại sao cái phần quan trọng không cho coi? Cái đó là dân Houston đã coi hết luôn 3 phần đó rồi. Nhưng mà riêng Phật tử của thầy đúng ra đó là cơm ngon canh ngọt là phải đưa cho đệ tử ăn trước chứ. Không được ăn. Vậy mới tức. Thì tức á, thì mình hay đưa ra cái tánh xấu của mình. Đúng không? Tức là mình đưa ra cái tánh xấu của mình. Đây bây giờ ai thắc mắc là cái phần số 3, phần mà mặt đối mặt với lại Thượng Tọa Thích Tông Lai như thế nào? 1-3 người thắc mắc thôi, 4 người thắc mắc. Còn ai thắc mắc nữa? Có ai thắc mắc nữa không? 4-5-6 người. Có một số người thắc mắc là tại sao cái phần 3 lại không cho xem hết, để rồi về liều, về những cái chỗ tạm trú đây khỏi cần nghe cái gì nữa hết. Có đúng không? Cái đó là cái tâm lý đúng không? Có nhiều người đến đây đó, mình mua vé máy bay đi xa lắm. Ai ở xa nhất ở đây? Ví dụ như ai ở Đức là biết rồi nè. Ok, from Deutschland á. Von Deutschland. Stuttgart. Ok. Hôm nay rất là ngạc nhiên, tại sao Mai Cổ Hòa nãy giờ chắc là đây là bà xã phải không? Hồi nãy thì cứ cười hoài, ông này ông Việt Nam, ông ở Houston mà ông nói tiếng Đức đúng không? Ông nói tiếng Đức nhưng mà miễn ông đừng có đi Đức được rồi. Cười. Rất là ngạc nhiên không? It's for a Deutschland in Trial. In Deutschland in Hamburg. You like it? Yeah. Rồi, bây giờ là ở Đức. Đi qua bên này.
Ở Úc ai ở Úc? Australia. Australia, Úc chưa ra. Úc, Úc một người. Úc thường thường là ít nhất là 6-7 người. Ở tiểu bang trong cái bản đồ của nước Mỹ, ngoài Alaska và Hawaii, ai nghĩ rằng mình ở xa nhất? Hawaii phải không? Ngoài Hawaii ra, trong đất liền, trong đất liền ở đâu là xa nhất? Về đây New York không xa, Tổ Đình đúng không? Seattle về đây xa hơn. Ai ở đây vậy? Ai ở Tổ Đình vậy quý vị? Thầy, cái vụ. Ok, tất cả mọi người chúng ta đều chuẩn bị về đây. Dù rằng chúng ta đi xe hơi, đi máy bay từ Stuttgart, đi máy bay từ Úc, đi đâu cũng đã chuẩn bị để về đây. Có đúng không? Mình đã chuẩn bị hết tất cả cái hành trình của mình để về đây trong những ngày mà gọi là chiến sĩ trận vong. Để thứ nhất, cái thứ hai nữa, thắc mắc 50-50, không biết là ở dưới này như thế nào, vui buồn như thế nào. Lát nữa chiều đây có karaoke, có nhạc sống, tôi có được hát hay không, không biết. Đúng không? Nhưng mà ít nhất mình cũng đã có một cái hành trình để về đây ngày hôm nay. Cái hành trình đó mình có chuẩn bị cho mình, cái hành trình đó để chuẩn bị cho mình sẵn sàng đón nhận cái không may, cái may, cái vui, cái tốt, cái phước. Mình có chuẩn bị không? Có không? Chắc chắn là có. Ai nói không có là mình nói láo. Tại vì trước khi mình nấu nồi canh, mình nó có chuẩn bị cái nồi canh của mình là có gì trong đó không? Người ta nói là cái tội nặng nhất là cái tội đói bụng đi chợ, đúng không? Tại vì mình không có biết mình nấu cái gì hết, mình mua tùm lum hết. Về nhà rồi, tủ lạnh của mình đầy kẹt, thức ăn hết. Có nhiều lúc những cái thức ăn mình mua, mình bỏ trong tủ lạnh, mình không dùng nữa. Nhưng mà mình mua, mình đem về. Mai còn muốn ví von để mà nói ra đó. Nhiều lúc những cái câu chuyện của mình ở ngoài đời mình không muốn nghe, nhưng mà mình cũng nghe, bởi vì mình là cái tật bà tám. Mình nghe đôi lúc đó, mình kể lại cho người khác nghe mà không biết là có ảnh hưởng tới tâm lý của người đó hay không. Không cần biết, không cần biết, đúng không? Mai còn Hòa xin phép tất cả quý vị bắt đầu bây giờ trở đi, cho tới khi mà chúng ta bắt đầu leo lên xe đi lên phi trường, đi về lại cái nơi mình tạm trú, hoặc là đi lên xe đi về lại tiểu bang mình tạm trú, bỏ hết tất cả những cái chuyện đó ra ngoài lề. Quý vị có hứa làm được chuyện đó không? Mà còn xin phép quý vị để cho cái tâm hồn mình thật sự bảo đảm tất cả quý vị về tới nhà mình rồi mình sẽ thấy là mình như thế nào, tâm hồn mình sẽ được như thế nào, an lạc theo nhà Phật, đúng không? Rồi nếu những người nào không có mặt ở đây mà đang có ở đây mà không có mặt ở trên sân khấu này ngày hôm nay, bây giờ mình chia sẻ cái chuyện đó đi. Và cái quan trọng nhất là nếu mà mình có hận, có ghét, có thù, có giận ai, xin quý vị cũng bỏ qua đi. Thầy có nói một cái câu, mà cái câu này mai còn nhắc lại trong chương trình Mặt Đối Mặt. Thầy nói nếu mà trời Phật cho phép thầy nghỉ tu một thời gian ngắn hạn, đó là bao nhiêu lâu? Chừng nào hết cộng sản thôi. Thầy sẵn sàng ở lại thế gian này trong cái cảnh địa ngục. Chúng ta ai cũng cầu nguyện rằng những người như chúng ta đều về cõi Nhất Bàn. Mình cầu xin cho những người khuất mài sớm về hưởng nhan Thánh Chúa, hoặc là sớm về cõi Nhất Bàn khi mà người ta mất, đúng không? Có bao giờ là mình cầu cho cá nhân mình luôn luôn lúc nào được vậy không? Không. Không. Nếu mà ai nói là tôi có là không, không có đúng. Không có đúng. Nhưng mà lỡ mà mình có vấp á, mình có sẵn sàng mình tha thứ cho cái vấp của mình không? Có ai sẵn sàng tha thứ cho cái vấp của mình không? Mạnh dạn đi, nếu mà mình có thì mình nói mình có, không thì mình nói mình không. Có không? Có. Ai có không không? Có. Có một số người không. Tại vì mình bước vào cái bụng nè, mà còn ngày hôm nay khoe đôi giày mới nè. Hả? Nhưng mà đôi giày này mà bước vô bùn nó đen thò lùi. Mình có muốn bước cái bàn chân thứ hai vô trong đó không? Không. Nhưng mà cái lầm lẫn của mình vẫn làm. Tại sao?
Forgang, why? What happened? Why do we always repeat our mistake? Mình lo chùi được hả? Đánh bóng lại được hả? Vậy là mình sống giả dối phải không? Mình sống giả dối phải không? Tại vì mình sẽ làm sai xong rồi mình núp vô bóng tối không ai thấy hết. Tại vì bóng tối không có Phật, không có Chúa. Có Hồ Chí Minh. Có Hồ Chí Minh là bóng tối. Thấy không? Có mấy cái chuyện mà mình làm mà mình... Nó ảnh hưởng tới mình. Có một cái chuyện như thế này. Suốt cả cuộc đời của mình qua Hoa Kỳ này để làm gì? Không phải là no cơm áo mặc đâu. Mình ra đi đó, mình leo lên chiếc thuyền này nè, bên London trên biển đó, lúc mà hoạn nạn đó là mình nhớ ai hết? Nhớ Phật trước hết. Sung sướng mình nhớ ai? Không có nhớ Chúa luôn. Không có nhớ Chúa luôn. Sung sướng rồi đó, là cái cá tính cá nhân của mình nó bộc ra. Trong đó nó có cái hiểm. Trong đó nó có cái hiểm. Mình qua bên này đó, mình đi làm, đầu tắt mặt tối, người ta vô người ta hỏi mình cái gì đó. No, no, me no speak English. No, 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 no. Bước xuống phi trường Tân Sơn Nhất rồi ngay là hello, how are you? Hello, hello. Đi vô chợ á, đi vô chợ á, ở Mỹ đó thì no, me no speak English. Tại vì mình nói không biết ông này không đánh thuế hay là gì đây, không hỏi ngồi lắm, nó thuế mình không trả lời là thôi, quê. Về Việt Nam, đất nước của mình, thay vì mình nói mấy người cộng nè, mấy người này nè, nó ác nè, mấy tội đồ nãy này kia, bước xuống cái là đi vô chợ nha. Ooh, smell, ooh, what's that? Có ai làm mà có ai nghe có những người làm vậy không? Có. Mình quên đi rằng cái nhiệm vụ của mình sung sướng rồi. Mình phải nói cho người ta biết. Những người cộng sản này nè, những người này nè, những người công an này nè, mình bước ra rồi mình chi cho nó 20 đồng bạc để cho nó im. Tội của ai vậy? Tội của mình. Tội của mình muốn yên phận, nó đưa nó 20, 50 đồng cho xong đi. 40 năm đủ rồi, bắt đầu bây giờ cho đi. Nếu mà mấy cậu Hà nói cái gì, quý vị đồng ý, quý vị trả lời lại. 40 năm đủ rồi. Tất cả những gì Michael nói, nếu mà quý vị đồng ý thay vì nó cười vỗ tay, Michael không cần vỗ tay. Quý vị cứ nói 40 năm đủ rồi, để tập cho mình cái thói quen, mình về chỉ vào mặt cộng sản mình nói 40 năm đủ rồi. Do Thái mất nước 2000 năm. 2000 năm Do Thái không còn quốc gia của Do Thái nữa. Người dân Do Thái tản mát khắp nơi trên khắp địa cầu. Họ gặp nhau, họ nói một câu. Quý vị biết câu gì không? Cái câu chào của họ là Shalom. Shalom Jerusalem. Chứ không phải là Jerusalem để hút đâu nha. Jerusalem này là thành Jerusalem. Shalom Jerusalem. Shalom Jerusalem. Như vậy đó mà năm 1940 họ quyết định họ về, họ lấy cái giải Sarah. Rồi cho đến năm 1958 ông David O'Rourke, ông đứng lên, ông nói ngày hôm nay đủ rồi. Ngày hôm nay 40 năm sống ở trên sa mạc, đủ rồi. Chúng ta sẽ lập quốc. Mình có dám can đảm không? Dám. Bởi vì mình đến đây, mình được cái tâm hồn thanh thải. Mình đến đây mình được sư phụ chia sẻ cho mình, để mình có can đảm để mình nói 40 năm đủ rồi. Ngày xưa đó, khi mà Chúa Giê-xu vào trong sa mạc 40 ngày, dân Do Thái bị tản mát sân sa mạc 40 năm. Quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa Cảnh sát Quốc gia buông súng 40 năm. Mình buông súng 40 năm. Đủ rồi. Đủ rồi. Mình xa quê hương. 40 năm đủ rồi. Đây là cái dấu hiệu. Cái dấu hiệu mà chính chúng ta là những người phải làm cái chuyện đó. Chứ đừng có đi về, đi vô chợ Bến Thành cái something smell bad.
Mà trong cái lời Mỹ này không dám nói một câu nào hết. Về đó là mình thoát coi như là như con chim mà có ăn ớt vậy. Quý vị có bao giờ nghe cái chuyện đó không? Vô gặp nói sớm á thì nói cu cu cái mía à, con nhỏ nó bây giờ nó nghe tên nó mà nó không biết là nó đến hay là nó đi, có không? Xin phép mình bỏ hết những chuyện đó qua, mình bỏ những cái tật xấu của Việt Cộng nó cho mình là khúc ruột ngàn dặm. Nó không, nó bịt mặt rồi. Năm ngoái là 12 tỷ Mỹ Kim gửi về mà nó bịt mặt. Nó bịt mặt rồi, tại vì năm ngoái là 12 tỷ Mỹ Kim. 40 năm trước đó, mình xin 700 triệu để mình duy trì quân đội và quân dân để mà đánh 700 triệu thôi. Chính cá nhân của chúng ta gửi về 12 tỷ Mỹ Kim năm ngoái. Đó là cái tiền qua cái hệ thống. Còn đường lòn, đường này đường kia, bao nhiêu nữa? Hàng vàng xa số nhiều quá. Nhiều quá. Cho nên là đủ rồi, mình đừng có nuôi nó nữa. Mình đừng có nuôi nó nữa. Chúng ta có biết rằng ở bên Nam Phi Châu không? Cái chế độ gọi là tiểu số cai trị đại đa số đó, nhớ không? Rồi ông Nelson Mandela là người đứng lên một mình à. Một mình à. Ông đứng lên. Ông ơi, không được. Tụi tôi là những người đa số. Mấy ông là người tiểu số. Mà mấy ông cai trị sai tụi tôi làm những cái chuyện mà chúng tôi nghĩ rằng là không được. Inhumane. Vô nhân đạo. Ông đứng lên. 90 triệu người dân đang đứng lên thì mình dập người ta xuống rồi nè. Mình dập bằng cách gì biết không? Mình yểm trợ cho 3 triệu đảng viên đảng Cộng sản. Nó có 3 triệu à. Nó có 3 triệu thôi mà bây giờ mình gửi 10 tỷ, 12 tỷ, 13 tỷ về để mình nuôi nó. 12 tỷ đó, mình có thể mình nuôi phân nửa 40 tỷ người. Hoặc là mình đưa cái tiếng nói mình lên để 40 tỷ người đó đứng lên. Đứng lên. Những người tài giỏi của Việt Nam, những người có học vị ở bên này, họ sẵn sàng họ đứng lên nhưng mà họ sợ. Tại sao vậy? Đồng lòng mà không đồng tình. Không đồng tình. Có ai nói rằng là mình đến cái hệ thống chùa Tầm Nguyên là không biết là thầy Thích Tông Lai sư phụ có công nhận là mình đang tu không? Có ai có nói câu đó không? Không. Ai đến đây với lại mục đích là tu tâm định tức để mà 3-4 ngày sám hối những cái lỗi lầm, có ai nghĩ cái chuyện không? Quý vị có biết là Michael Hòa đang tu không? Đang tu đó. Đâu có cần phải mà nói rằng là chúng ta phải đến một cái chùa rất là đẹp trên tận đỉnh núi Hy Mã Lạc Sơn để thỉnh Phật. Cách đây khoảng chừng một năm mai còn có xe chia sẻ là Phật ở đâu quý vị? Mình nói hoài à, mình đi chia sẻ cho tất cả những người mà không hiểu về cái lịch sử cũng như là cái Phật đản sanh, là cái tuần lễ này là cái Phật đản sanh mình kỷ niệm 2630 mấy gì đó, mà mình không nhớ rằng là mình phải nói cho người ta biết Phật đang ở trong tâm của mọi người, của mọi người. Ngày xưa mà Đức Phật đi xuống mà đi cầm cái bình bát mà đi khất thực á, quý vị nhớ cái câu chuyện đó không? Đức Phật là người tiểu số hay là đại số? Đại đa số. Tiểu số trong giữa làng của đạo Bà La Môn, đúng không? Thì ông trưởng giả của Bà La Môn mới chỉ vô mặt Đức Phật nè. Ông, tại sao ngày nào ông cũng đến đây phá rối? Ngày nào ông cũng đi ngang qua đây để mà xin xỏ?
ngày nào ông cũng đến đây để mà cám dỗ những đệ tử của tôi. Tức Phật đi, không nói gì hết. Cái ngày đó cái ông tức lắm rồi, ông giận lắm rồi. Ông ra trước mặt, ông đứng, ông chỉ chỗ, ông làm chân thường lên. Đức Phật nói một câu, quý vị biết câu gì không? Tôi hỏi Ngài, nhà Ngài có dỗ, bàn tiệc dọn ra mời khách khứa tới ăn, ăn xong rồi khách đứng dậy đi về, thức ăn còn dư lại của ai? Của ai? Của ổng. Ông chửi tôi không nhận. Của ai? Mình. Nên nhớ rằng mình có làm cái chuyện đó. Ai trong này không lái xe giơ tay lên? Có chắc là cái cô bé đó là không lái xe thôi. Còn tất cả mọi người lái xe đúng không? Ở bên này nóng, lạnh, mình đóng cửa sổ đúng không? Nếu mà mình chạy xe mà ai chạy ngang qua mình, mình giận quá mình làm gì? Một cái tệ nữa, không phải nói là bóp còi không, làm cái gì? Mình có phải mình chửi không? Mình la ông sùm không? Mình chửi ai vậy? Mình chửi mình. Mình chửi mình. Có đúng không? Cái đó là những cái tội mà chúng ta nên ngẫm lại. Bỏ hết tất cả những gì mà nãy Michael chia sẻ và xin quý vị bỏ lại. Ngẫm lại những cái gì, mình kiểm niệm lại những cái gì, để trong 3 ngày này tâm hồn mình hy vọng trong sạch hơn một chút xíu. Mình nghĩ lại 90 triệu người dân Việt Nam của chúng ta đang còn khốn khổ dưới gông cùng của Cộng sản trong bao nhiêu năm. Mình nghĩ lại những cái người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không có lý do gì khác hết, họ là sĩ quan mà phải đi ở tù. Mà ở tù ở đây đó là không có án tù. Quý vị nào HO giơ tay lên ở tù 3 năm trở lên? Hồi lúc mà nó bắt đi, nó có nói là ông ở 3 năm ông về không? Không. Rồi nó có nói là ông vài tháng nữa là cho đi Vũng Tàu du lịch không? Never. 40 năm sau Cộng sản nó còn là... Đúng rồi. Bởi vì 40 năm sau nó còn vậy, y hệt như vậy à. Bình cũ rượu mới, y hệt như vậy. Đúng không? 3 triệu nó có đánh nổi 2 triệu ở Hoa Kỳ này nói riêng. 90 triệu người dân ở Việt Nam. Trước khi vào chương trình chính thức, nãy là chương trình phụ đề thôi. Nếu mà quý vị nào ngày mai và trong tất cả những cái lúc mà pháp hội như thế này, Michael có dịp cầm cái microphone, Michael sẽ nhắc đi nhắc lại, và Michael đã có xin phép phụ sư phụ rồi. Nếu quý vị nào biết sư phụ Thích Thông Lai phạm giới, thứ nhất làm tay sai cho Cộng sản, thứ hai có nhiều người đồn là sư phụ có nhiều con. Sư phụ nói có, sư phụ có nhiều con lắm, gần 5.000 người rồi. Còn nếu mà quý vị nào biết, đừng có chia sẻ, một hai người nghe uổng lắm. Bữa nay nè, lát nữa quý vị không ngồi ở đây mà nghe nhạc này kia đó, đúng không? Mà lên đài tàng hình đó là hàng trăm ngàn người khác nghe nữa, đúng không? Tội gì mà cái rỉ tai bà Tám chi có mấy chục người nghe uổng quá. Okay. Đồng ý không? Rồi nếu mà chúng ta đồng ý thì chúng ta đồng lòng là đồng tình với nhau nha. Thì chúng ta nghe gì, chúng ta giúp nhau, chúng ta rỉ tay để mà bảo vệ cho nhau. Cộng sản đầy rặt ở ngoài kia nhiều lắm, bây giờ lấy thúng vớt đó. Chứ không phải như ngày xưa mà mình nhìn trong bóng tối mà tìm từng người đâu. Nó nhiều lắm. Mai đây mốt nọ đó, không chừng nó ra nó trả giá cái làng này đó. Đó. Nhiều lắm. Thưa quý vị, trong những ngày tới đây chúng ta sẽ có những cái dịp để mà chia sẻ. Và một lần nữa chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt ở đây
cùng với lại sư phụ Thích Tông Lai và người mà chúng ta đang mong đợi để cầm cái microphone này, sư phụ Thích Tông Lai. Biết hết, nếu mà ai không biết không phải là Việt Nam, đó là Phú Quốc. Bây giờ chúng ta là người Việt Nam ăn nước mắm nên phải biết Phú Quốc. Nước mắm Phú Quốc, luật sư Tây Bắc Vương là người thuyền nhân vượt biển cùng với gia đình sang bên này. Trước khi luật sư Lê Bích Vương làm luật sư thì luật sư qua bên này là luật sư là một người dốt. Sự thật, tại vì luật sư không rành tiếng Việt Nam nhưng bây giờ rất là rành tiếng Việt Nam, cãi tiếng Việt Nam cũng được. Luật sư Lê Bích Vương làm tất cả những cái nghề cắt cỏ rồi đi làm đủ thứ đó. Trước khi mà luật sư Lê Bích Vương qua cái chương trình cắt cỏ, cắt tóc, rồi bây giờ là luật sư là hành nghề cắt cổ. Luật sư Lê Bích Vương đi học làm bán bảo hiểm, bán bảo hiểm, rồi từ bán bảo hiểm ra thì luật sư Lê Bích Vương đi học luật. Hồi nãy luật sư Lê Bích Vương có nói và bà Hòa đã biết cái tiểu sử của luật sư Lê Bích Vương. Luật sư Lê Bích Vương đi thi á, thường thường là người ta thi mấy lần luật sư? Một hai lần thôi. Không, nhưng mà tối đa là mấy lần? Năm lần. Luật sư là rớt hết bốn lần, lần cuối cùng là tất cả là thi mà học luật ra rồi, dù là mình có điểm A đứng tối ưu nhưng mà không có bằng hành nghề là không được gọi là luật sư. Luật sư thi bốn lần đều rớt hết mà phải có được 70% mới là luật sư. Thì lần thứ năm đứng luật sư đậu bao nhiêu điểm không? 70%. Đó là tiểu sử của luật sư Lê Bích Vương. Nhưng mà trời mưa lâm râm rồi, nếu mà chúng ta có thể, nếu mà không sợ ướt thì mỗi một mời luật sư. Tại vì luật sư Vương á, có một cái danh hiệu là dám nói dám làm. Là luật sư Lê Bích Vương là người mà nói là I sue lawyer, tôi thua luật sư. Bây giờ trở lại cái vấn đề hồi nãy chúng tôi giới thiệu luật sư Lê Bích Vương. Thưa quý vị, luật sư Lê Bích Vương thi 5 lần, lần sau cùng được 70 điểm, đủ điểm để làm luật sư. Luật sư là một người dở nhưng mà bây giờ là một người rất là giỏi. Tại sao vậy? Tại vì luật sư Lê Bích Vương chịu khó vì cái dở của mình mà trở thành giỏi. Một cái giỏi nhất của luật sư Lê Bích Vương á là bỏ nghề bán bảo hiểm để làm luật sư, là bởi vì luật sư muốn nửa đội banh đá banh. Nửa đội banh là 6 người, mà 6 người á mà làm nghề bán bảo hiểm sao nuôi được 6 người, một vợ 6 con. Một vợ 6 con. Luật sư làm luật sư được bao nhiêu năm rồi luật sư Lê Bích Vương? Dạ, David thì làm luật sư được 9 năm rồi. 9 năm? Dạ. Để David kể một câu chuyện. Có một người gặp bà xã David, hỏi người chị có bao nhiêu người ở? Chị có bao nhiêu người ở? Thì bà xã mới trả lời là xin lỗi, câu hỏi là nhà chị có bao nhiêu người ở? Thì bà xã mới nói là nhà em có 10 người ở, xin lỗi 8 người ở, 6 đứa con và 2 vợ chồng. Chứ không phải là tất cả quý vị nghĩ là luật sư là có tiền, giàu có, nhưng mà sự thật cái ngành luật sư đó là giúp đỡ cộng đồng nhiều hơn. Làm ngành luật sư để đứng lên đòi hỏi cái lẽ phải cho thân chủ của mình, chứ không phải là làm luật sư là lo mà là giàu giống như mà quý vị nghĩ, thường thường những người khác nghĩ đó mà cô ạ. Cô đó, cô ngay đề tài ngày hôm nay trong chương trình, vô ngay đề tài ngày hôm nay, vô chương trình tìm hiểu luật pháp ngày hôm nay. Ở ngoài kia có nhiều cái luật, mà cái luật nó gọi là chéo cẳng ngỗng. Tới lúc mà cái luật đó là chúng ta không có tin, nhưng mà cái luật đó nó là cái luật mà được ban hành ra rồi chúng ta phải tuân theo. Thì một trong những cái luật bây giờ có nhiều người nói rằng
Tôi thương con tôi quá. Nhưng mà con tôi nó có một cái tội là cái tay nó có cái keo, nó đi vô chợ nó hay rờ mó rồi nó bỏ túi. Nó bị bắt nhiều lần quá rồi, bây giờ cái kéo đây, cái keo ở đây nó gọi là sticky finger, theo cái thói của người Mỹ họ nói đó. Thì cái tội này dưới tuổi vậy, vị thành niên là dưới 18 tuổi, thì con tôi nó bị ảnh hưởng như thế nào thưa luật sư? Cảm ơn Michael Hà. Cái luật ăn cắp của bên Mỹ này đó phạt rất là nặng, dù cho 5, 10 đồng hoặc là 100 đồng hay là 1.000 đồng. Tại vì thứ nhất đó, là ảnh hưởng là di trú, nếu mà mình không có chưa vô quốc tịch Mỹ. Điều thứ hai mà nếu mà nói về những đứa bé đó thì sự học hành. Sự học hành ở đây là nếu mà chúng ta muốn đi học bác sĩ, chúng ta muốn đi học luật sư, hay là chúng ta muốn làm y tá, thì cái phớt này sẽ bị trục chặt nếu mà mình xin cái bằng. Cái license, cái bằng này họ không có cho. Và cái điều thứ ba nữa là trục chặt cho những em bé là chừng nữa mình đi xin việc làm thì không có được nhà nước hoặc là chủ của hãng không mướn những đứa bé này. Thì cái câu hỏi của anh Michael Hòa đó là nó hậu quả rất là nhiều cho trong đứa bé này. Cho nên nếu mà chúng ta có ai mà bị trục chặt đó, chúng ta phải đi tìm một người, đúng một người luật sư để giúp cho mình. Dạ. Nhưng mà bây giờ con tôi mới có 16 tuổi thôi, thì cái điều này tôi có bị ảnh hưởng, là cha là mẹ tôi có bị ảnh hưởng hay không? Thường thường đó, cái người Mỹ họ lấy cái số 12 họ đo đó. Nếu mà con của chúng ta mà dưới 12 tuổi đó, thường thường họ bắt mẹ luôn, họ cho mình chịu cái trách nhiệm đó. Mà nếu mà con của mình đi chơi một mình không có đi theo đó, thì mình ok. Còn nếu mà mình, ví dụ như mình đi chợ, mà nhiều nhất là thường thường mình đi chợ mình có một hai cái toys mà mình cho nó cầm, mà mình lỡ quên đi. Đây mình có một người thân chủ mới hồi tuần rồi đó, là chỉ có 19 đồng thôi. 19 đồng thôi, đâu có nghĩ là chuyện xảy ra. Nhưng mà tại vì đứa bé giữ cái đó ở trong cái đồ push mình đi đó, cái xe đẩy đó, và lại là sẽ bị trục chặt với cảnh sát, và có thể chúng ta bị, có thể là bị cái ticket, hoặc là chúng ta có thể bị ở tù. Nói đến đây thì thực sự ra đó là cái câu mà nó nhằm vào trong cái luật pháp. Khi mà mình vô tình, còn nếu mà bây giờ mình cố ý là mang cái tội mà thường thường người ta hay nói gọi là đồng lõa, thì cái tội đồng lõa là mình cố tình mình biết cái đó mà mình nói là thôi tôi đưa cho bạn, bạn làm cái chuyện này nhưng mà đừng nói tôi đưa nha. Nhưng mà lỡ cái người đó bị bắt rồi, người đó lại khai cho cái người kia, thì cái người mà đồng lõa đó có tội hay là vô tội? Cái luật của chủ ban xác định chúng ta đó, người đồng lõa sẽ bị phạt bằng với cái người ăn cắp, ăn trộm, vân vân. Và mới hồi ba bữa trước đó, có một cái hồ sơ là bây giờ người Việt Nam chúng ta thường thường gửi xe về Việt Nam, hoặc là từ Việt Nam gửi đồ qua Mỹ, thì họ cần những cái bằng, họ cần những cái bằng, những cái giấy phép, nhưng mà họ nhờ một cái người giống như mình không biết gì, mình nhờ để đứng tên. Thì cái người đứng tên cho cái company này, cho cái công ty này đó, và nếu mà cái người này được một chút tí tiền, thì bây giờ bị luật liên bang bắt cả hai luôn. Tại vì mình cho là đầu lõa với nhau, phải không anh Michael? Đồng lõa với nhau. Dạ. Nhưng mà nói đây thì cái ý này thì luật sư Lê Phương vừa chia sẻ là tất nhiên là những cái luật về thương mại buôn bán, là những cái người đó họ có cái giấy phép để mà hành nghề xuất nhập. Nhưng mà ngược lại nói thôi, cho tôi mượn cái giấy phép xuất nhập đó đi, rồi bỏ cái bao thư. Thủ tục đầu tiên mà cộng sản nó hay dùng đó là tiền đâu đó. Đầu tiên là tiền đâu đó, thì cái thủ tục đó đó là cái phết, là bởi vì cái đó là cái lỗi rất là nặng. Mà nếu như bây giờ hệ thống của chùa Trầm Nguyên mà có một cái giấy phép
là non-profit, là một cái giấy phép phi lợi nhuận. Tất nhiên là mình có thể mình xin cái luật thuế để mà mình được miễn thuế mua bán. Ông A, ông B nào đó đang cầm cái giấy phép đó rồi cho một người khác mượn cái giấy phép đó đi mua để mà dùng cho tư riêng của mình. Thì khi mà họ kiểm tra lại tài chính đó, nó có bị lỗi hay không? Dạ, cảm ơn Michael Hòa. Cái luật non-profit đó, là cái đó là cái quyền lợi cho chúng ta để chúng ta muốn dựng lên một cái công ty từ thiện. Thí dụ như chùa, thí dụ như giúp đỡ cộng đồng bên Việt Nam, những đứa bé mồ côi, vân vân. Thì cái người có cái bằng đó phải chịu trách nhiệm. Nếu mà mình lấy cái con số nó gọi là cái tax ID đó, cái con số đó mình đưa cho người ta dùng, không trừ thuế. Nghĩa là những cái này là cái gì? Là mình không có cần khai thuế và mình được không cần trả thuế. Nhưng mà mình nhiều lúc á mình giúp nhưng mà lại là mình phải chịu luôn. Thì những cái mà những cái con số cái nó gọi giống như là cái an ninh xã hội, thì cái đó là cái số an ninh xã hội của cá nhân của mình. Còn một cái công ty non profit thì nó có cái con số khai thuế, chúng ta không có thể nào được dùng cái đó mà để phạm luật. Nếu mà phạm luật đó thì trước nhất đó, là mình bị phạm luật thuế, thứ hai là mình bị phạm luật ăn cắp, thứ ba là mình phạm cái luật mà đồng lõa với nhau. Nên là chúng ta nên tránh cái điều đó, chúng ta không có nên lấy cái con số đó mà cho một người khác mượn. Dạ. Có ai thắc mắc hoặc là câu hỏi gì về tất cả những luật pháp gì liên quan tới cuộc sống của mình hàng ngày hay không? Xin phép cho Michael bắt ngang qua bắt ngang lại. Dạ. Tất cả những cái luật pháp ở đây, đây là cái dịp ngày hôm nay chúng ta có thể hỏi hai luật sư David Phương cũng như là luật sư Thông Tù Hoàng. Dạ thưa câu hỏi. Tôi là Tiền Thành. Tôi có con muốn nhắc lại làm luật sư mắc khi nãy nè. Vì tôi cái đời sống của tôi đến già rồi hết sợ luật pháp rồi. Bị tiết kịch về sau 5 năm là clear. Đó là già tôi muốn về tôi thì già thôi. Còn muốn nó về bề con cũng lớn ra đường hết rồi. Nhưng mà cháu tôi muốn sợ cho cháu là thế này. Ví dụ như là nó khi nào mình dính cái tay lấy đồ đi với đại khái nè, thì cái sau khi nó ra trường lớn lên á, không xin việc làm không được, thì mấy cái hồ sơ nó lưu ở đâu mà trong trường nó mới còn nhỏ đó, thì bao mấy được mấy tuổi mấy năm thì nó trở lia cái mình nhận cắt đó. Tôi xin lỗi, mình hiểu câu hỏi không? Là bao giờ nếu mà một người nào đó phạm cái tội đó thì bao giờ thì sẽ được clear? Chắc là mượn thêm một cái microphone nữa. Cái microphone đi xuống dưới. Cái cơ quan lấy cái của đất mỏ thì nó có đất mỏ chứ. Dạ, câu hỏi rất hay. Cái điều trước nhất á, là mình nói trước về cái luật di trú đi, cái luật giao thông đi. Cái luật giao thông đó là mỗi chúng ta có được 6 điểm. Nếu chúng ta bị 6 điểm trong vòng 3 năm thì bảo hiểm của chúng ta lên và chúng ta sẽ bị một cái nó gọi là surcharge, là giống như là mình đi mướn cái phần cái mình đi mướn cái bằng lái, mình phải trả là 100 đồng một năm mà mình trả tới 3 năm. Thì thí dụ như bây giờ mình vượt đèn đỏ thì mình bị 2 điểm. Nếu mà mình vượt đèn đỏ mà mình đụng người ta nữa đó thì tính là 3 điểm. Nguyễn sao đó mà chúng ta được 6 điểm trong vòng 3 năm thì chúng ta sẽ bị bảo hiểm lên. Nhưng mà nó có một cái lạ là bây giờ mình có 6 điểm rồi mà mỗi một năm như vậy mình không bị gì hết á, thì họ cho trừ 1 điểm, nghĩa là còn 5 điểm. Đó. Nhưng mà cái hồ sơ của luật giao thông đó, nó không nằm cho chúng ta 5 năm. Nó chỉ có áp dụng được trong vòng 3 năm thôi. Câu hỏi thứ hai về hình sự ăn cắp vân vân, chừng nào nằm trong cái hồ sơ mình xóa. Nếu mà những cái hồ sơ nào nằm trong những cái hồ sơ nào mà có tù án, tù nghĩa là một ngày tù cũng đủ rồi, thì cái hồ sơ đó không bao giờ
mà xóa được trong cái record của mình hết. Họ sẽ nằm ở trong đó vĩnh viễn với một hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là mình bị bắt mà bắt lầm, nghĩa là mình giống cái người đó nhưng mà họ bắt lầm, rồi họ mới bỏ, họ mới công tố viên không muốn thưa mình nữa tại vì bắt lầm. Thì cái hồ sơ đó sẽ được hủy bỏ, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái background của mình. Ngoại trừ ra mình phải xóa cái hồ sơ đó thì nó mới không còn nằm nữa. Có nhiều anh chị em quên á, là quên xóa cái hồ sơ đi, cho nên chừng nữa hãng của mình đang muốn đuổi mình, đang muốn nghĩa là bớt người làm, thì đầu tiên hết cái hãng của mình sẽ coi thử coi mình có bị hình sự không. Nếu mình có bị hình sự họ sẽ đuổi mình, và nếu mà họ đuổi mình á, như vậy đó thì họ không cần trả tiền thất nghiệp. Cho nên chúng ta, nếu mà chúng ta có cái hình sự thì chúng ta nên xóa nó, hoặc là chúng ta nên úp nó lại. Cái điều thứ hai, thí dụ như chúng ta cãi với nhau trong một cái sự này mà chúng ta thua, nhưng mà chúng ta đem cái thua này lên cái tòa cao để xử, và tòa cao nói là chúng ta thắng, thì chúng ta được quyền xóa nó nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có xóa nó được đó thì nó sẽ nằm trong cái record của chúng ta suốt đời. Một cái điều nữa mà chúng ta nên nhớ, thí dụ như nhưng thường thường những chúng ta có một cái hồ sơ mà gọi là tù treo một năm, tiếng Mỹ nó gọi là probation officer, tù treo một năm. Nếu mà chúng ta làm trong tù treo một năm á, chúng ta không có thể nào xóa được. Chúng ta có thể úp nó lại. Úp nó lại nghĩa là gì? Úp nó lại nghĩa là chúng ta đi xin việc làm, hãng không biết, nhưng mà nhà nước biết. Thí dụ như chúng ta muốn vô quốc tịch Mỹ, chúng ta úp lại, chứ không phải xóa nha. Xóa nghĩa là bắt luôn, nhưng mà tại vì chúng ta có tù treo thì chúng ta sẽ được úp thôi, thì nhà nước sẽ biết. Đó. Cho nên cái một số thằng chủ ở đây bên ngày xưa qua Mỹ chưa có luật sư Việt Nam nhiều, nói với luật sư Mỹ mà nói chuyện không được, thì mình có thể vô chổng mình nhận tội và mình đi về, mình không có tù treo, mình đã nhận tội. Thì mình nhận tội, mình không có tù treo, mình đi về đó thì không cách nào xóa và cũng không có cách nào úp lại được, thì họ sẽ nằm với mình suốt đời. Một cái mà nằm với mình suốt đời luôn đó là mình đi cãi cái hồ sơ này. Có một thân chủ không có chấp nhận cái tội này, là cái tội này tôi không làm ra, nhưng cãi cái hồ sơ thua. Thì có nhiều khi đó công tố bội thẩm đoàn họ tin bên nào thì họ xử thôi, nhưng mà cái hồ sơ này thân chủ ở đây bị thua. Sau khi thua rồi, một cái hồ sơ cãi và thua rồi không có thể nào xóa được và cũng không có thể nào úp được. Cho nên chúng ta sẽ bị một cái phết này suốt đời luôn. Nhưng nếu mà chúng ta 60 tuổi, 70 tuổi thì chúng ta cũng không sợ, là tại vì việc làm cũng không còn bao nhiêu, hoặc là chúng ta đã retire rồi. Nếu mà chúng ta bị cái hình sự đó, chúng ta có hai cái mà chúng ta phải suy nghĩ. Điều thứ nhất là việc làm, điều thứ hai là di trú, nếu mà chúng ta muốn vô tịch Mỹ. Còn nếu mà việc làm mà mình retire rồi đó thì mình không sợ, hoặc là mình đã vô tịch Mỹ rồi mình cũng không sợ. Sẵn đây David muốn nói cái di trú, nếu mình chưa có vô quốc tịch Mỹ, David khuyên chúng ta phải vô, bỏ một chút ít thời gian tìm hiểu và vô. Lý do tại sao? Điều thứ nhất, bao nhiêu anh em chúng ta đã chết ở ngoài biển để tìm tự do mà tìm không được. Bao nhiêu người mễ Tây Cơ chết ở sa mạc mà tìm tự do mà tìm không được. Còn chúng ta ở đây mà chúng ta đã qua được mà chúng ta không có lấy một chút thời gian để đi du tịch Mỹ đó, thì chúng ta bị rất là bị thiệt thòi sau này nếu mà chúng ta bị hình sự. Điều thứ hai nữa đó, quý vị biết người Mỹ, nước Mỹ bây giờ càng ngày càng nghèo, và họ sẽ bớt lại cái quyền lợi lãnh cho nhà nước. Và bây giờ nếu mà chúng ta không vô quốc tịch Mỹ đó thì nhiều cái quyền lợi chúng ta sẽ được mất, sẽ bị mất. Cho nên đây bị khuyên là chúng ta nên bỏ một chút tí thời gian vô quốc tịch
thiếu anh chị em nào ở đây để được biết là mình có lòng nhưng mà mình không có tiền, được sư Vương sẽ giúp cho. Nếu mà anh chị em nào muốn vô quốc tịch Mỹ, lực sư Vương nổi tiếng nhất ở đây đó. Lực sư Vương nổi tiếng ở đây đó là lực sư Vương không có làm di chú, nhưng mà lực sư Vương đã làm những cái di chú mà những lực sư khác bỏ, chịu thua hết, mà lực sư Vương làm được là tại vì chúng ta cố gắng mỗi ngày thì thế nào cũng vô được một cái người mà thương người. Cũng giống như anh em chúng ta ở đây, mình thương người thì ở ngoài sẽ có một người nào mà interview mình, phỏng vấn mình, thì cái người đó sẽ thương người bởi vì mình đã tìm được cái người thương mình đó. Cho một cái thí dụ, có cái bác kia đi 5 luật sư rồi, luật sư nào cũng chịu thua hết, nghe đồn tới luật sư Vương dẫn đi, thì trên đường luật sư Vương nói để tìm cách làm sao mà để vô được, thì cái người này nói rằng là bây giờ bác không nhớ nữa, bác lớn tuổi quá rồi. Thì cái người phỏng vấn nói rằng là ô, hình như là bà có một người con trai đi lính phải không? Tôi đâu biết, để tôi hỏi bà. Bác à, bác có một đứa con đi lính phải không? Dạ đúng rồi, nó đi lính. Yes, nó là cái người đó đi lính. Cái người này đi lính ở bên Iraq 2 lần rồi phải không? Đâu biết, để hỏi. Bác à, đứa con này đã đi lính 2 lần Iraq rồi phải không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, 2 lần rồi. Rồi hỏi chị là mỗi lần mà đi lính xong rồi có về thăm bác không? Tôi đâu biết, để tôi hỏi bà đã. Bác à, con của bác có về thăm bác không? Dĩ nhiên nó, con tôi nó về. Cái ông phỏng vấn ông nói, mày thấy không, bà đâu có quên trí nhớ đâu, bà nhớ hết mà. Chính mình làm luật sư mà mình còn chưa biết cái ông này ông đang đùa mình vô cái chỗ đó. Nhưng mà cái câu cuối cùng hết, luật sư Vương nói là bây giờ ông xét giùm đi, bây giờ bà đó đâu còn bao nhiêu tuổi nữa, bây giờ cho bà cái hạnh phúc nhất để trước khi mà bà qua đời bà về với Phật, thì ông làm ơn ông cứu giùm đi. Cái ông xét một hồi đó ông cho rồi tàu. Có ai còn câu hỏi gì thì cứ việc đưa ra, bởi vì ngày hôm nay đó, vừa nãy mà còn có nói là có nhiều cái bất ngờ ngày hôm nay ngày mai đó. 1 giờ thì luật sư Thơm thì cũng như là luật sư Vương vậy đó, cái kiểu như là thương người như thể ấy thương thân, làm ơn, đâu phải làm ơn trả thiệt đâu mà vội tháng. Dạ, tôi là sư là cái thi quốc tịch Mỹ rồi, có giấy tờ quốc tịch Mỹ, nhưng mà cái lúc quýnh máy á, quýnh tiếng Mỹ vô quýnh lộn năm xanh hệ tháng. Bây giờ nếu mình không biết nữa, bây giờ mở ra thấy nó lộn, bây giờ mình muốn làm lại thì có bị trở ngại gì không thưa luật sư? Và bao lâu? Câu hỏi này cũng chắc là nhiều người lắm, tại vì mình tên Thúy mà nó gọi là Thúy đó hả? Cái con sản mà chứ y ngắn y dài đó. Cảm ơn câu hỏi của anh. Hồi hôm qua có một người gọi lên văn phòng, có một đứa bé mười mấy tuổi, thì người mẹ gọi lên, luật sư Vương ơi cứu tôi. Hỏi cứu chuyện gì? Thì ba nó đặt tên nó là tên con trai, nó là con gái, mà bây giờ nó vô trường. Nó vô trường thì những đứa bé khác nói, hả, cái tên này tên con trai mà. Thì bây giờ hỏi ông chồng á, ông hỏi tại sao mà anh đặt con mà nó con gái mà đặt con trai. Nói, tụi đâu biết đâu, thấy cái tên này nó đẹp, nó ngon quá, đặt đó thôi. Ai nhà không biết là tên là con trai. Một cái nữa mà mắc cười nữa đó, là có cái cô kia cổ vô trong văn phòng, cô nói thưa luật sư Vương, tôi là tên Mary với 2 chữ R. Hả? Mary 2 chữ R, quý vị có biết đó không? Cái chữ Mary á, là M-A-O-Y, là Mary, là tên người phụ nữ, Mary. Còn mà Mary với 2 chữ R là M-A-O-Y, nghĩa là mình đang có hôn nhân, mình đang có chồng vợ đó.
Cái rồi lúc mà cái dịch vụ họ đánh vô là Mary M-A-O-O-Y, cho nên cổ đi đâu có nói tôi là Mary với hai chữ R. Nghĩa là mình có phong nhân chứ mình không phải là cái đó. Thì cái câu trả lời cho anh á, chúng ta có một cái cơ hội để thay đổi tên lúc chúng ta vô quốc tịch Mỹ mà không tốn tiền. Đó, một lần thôi, một lần thôi. So, nếu mà cái tên của chúng ta đã đánh sai hay là mình muốn đổi cái tên một lần nữa, ví dụ như bây giờ mình là tên gì đó rồi, bây giờ mình muốn tên David mà mình không thích David nữa, mà mình muốn đổi cái tên khác nữa, mình có thể đổi được, nhưng mà nó không có nằm ở trong cái luật di trú, nó nằm ở trong cái luật thay đổi ở ngoài tòa. Nếu mà chúng ta đã vô mà sai rồi thì chúng ta có thể thay đổi cái tên mới qua tòa, với điều kiện là chúng ta không thay đổi tên, không phải là bởi vì chúng ta trốn nợ, không phải vì chúng ta trốn tiền nuôi con. Mấy anh nào muốn trốn tiền nuôi con đó, thì thay đổi tên thì không cho. Hoặc là chúng ta thay đổi con là bởi vì chúng ta muốn tránh một cái gì đó thì họ sẽ không cho. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh nói là bây giờ cái tuổi của tôi sai, wow, cái đó hơi khó à. Cái tuổi của mình sai thì như vậy đó, nếu mà chúng ta cái tuổi chúng sai là nếu mà bây giờ chúng ta qua Mỹ là chúng ta 69, và bây giờ vô quốc tịch thì họ đẩy 70, thì cái đó có thể sửa được. Nhưng mà nếu mà chúng ta hồi lúc mà đi vượt biên mà chúng ta thay đổi 1-2 tuổi để chúng ta đi học đó, thì cái đó là chúng ta không có thay đổi được, là tại vì chúng ta đã nói không đúng lúc chúng ta vào Mỹ. Và bây giờ chúng ta muốn sửa cái tuổi là chúng ta không có thay đổi được. Driver license thì trúng, mà cái certificate US citizen thì nó không trúng. Dạ. Cái câu hỏi của ảnh là cái driver license của ảnh nó trục trặc. Nghĩa là thí dụ như driver license 67 mà bây giờ nó là 69. Cái cơ hội đó rất tốt để sửa. Cái đó là mình không có cố tình, cái đó là mình bị trục trặc sau khi mình qua Mỹ rồi. Còn nếu mà mình bị chập trước khi mình qua Mỹ đó, mình không có sửa được. Còn nếu mà sao mình trục trặc á, thì bây giờ đó em có thể giúp cho anh được. Dạ. Thưa luật sư, nhưng mà cái này là nó ảnh hưởng tới là ví dụ như bây giờ anh ở đang kiểu bang nào? Ở Cali, ở California với Texas có giống nhau không, hay là chỉ là một cái luật liên bang thôi? Cái luật của Mỹ mắc cười lắm. Nếu mà chúng ta có cái bằng luật sư ở Texas, chúng ta chỉ practice law, chỉ có hành nghề ở trung bang Texas thôi. Cái ngành của bác sĩ đó, thì con người của mình là trái tim lúc nào nó cũng giống nhau. Mình đi qua bên tiểu bang khác thì mình cũng là trái tim, nhưng mà cái luật nó thay đổi mỗi tiểu bang. Tại sao nó thay đổi mỗi tiểu bang quý vị? Là tại vì nước Mỹ ngày xưa đó, một tiểu bang là một nước. Một tiểu bang có một ông tổng thống, một tiểu bang có một cái nhà in tiền riêng của họ đó, và một tiểu bang có tất cả giống như là một nước. Cho nên mỗi một cái nước này hợp lại với nhau thành 13, mỗi cái tiểu bang này á, hợp lại với nhau là thành 13 tiểu bang hợp lại thành một nước. Và từ từ mỗi tiểu bang, mỗi nước ở ngoài đó giống như Texas đó, mới join in, mới nhảy vô. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có bao nhiêu tiểu bang? 50 tiểu bang và 2 thuộc địa. Tất cả những cái câu hỏi mà chúng ta muốn hỏi luật sư David Vương ngày hôm nay về cái luật về hình sự, riêng vào lúc đúng 1 giờ thì có thể là những cái luật như là buôn bán, mua và làm chủ đất đai thì luật sư Thom Tùng Hoàng. Rồi sau đó tất cả những luật gì và những gì thắc mắc, đó là luật sư Thích Thông Lai. Trong cái chương trình ngày hôm nay đó là chương trình gọi là Town Hall đó, như thế này nè, để quý vị có thể thoải mái không? Có nhiều người nói là chúng tôi đi đến thì cái pháp hội đó căng thẳng quá,
Cho nên sư phụ nói là không để cho tất cả đệ tử xưa sư phụ nó bị căng thẳng. Cho nên mở rộng ra, quý vị có thể hỏi thầy, đừng có để cho người khác hỏi. Nên nhớ là nãy mà cô Hòa đã đưa ra cái điều kiện rồi đó. Đừng có để cho người khác hỏi, chúng ta cứ hỏi đi, cứ tìm hiểu. Để hỏi sư phụ là tại sao mà sư phụ không cho phép để tùng Phước Sương, thí dụ như vậy. Mà tại sao sư phụ không làm cái đơn để cho tất cả mọi người bắt buộc phải kê khai tài sản rồi đóng thuế cho chùa mỗi một năm bao nhiêu phần trăm như là nhà thờ. Cứ hỏi sư phụ thứ hai. Không, được rồi, nhưng mà tôi muốn hỏi được sư một câu đó. Dạ. Là tại vì á, tôi bữa nay người ta đồn tôi là có vợ có con nhiều lắm, nhưng mà tôi thấy tôi 64 tuổi rồi. Một ngày nào đó là mấy việc cộng nó quậy quá, tôi chịu không nổi, tôi cũng tính ra đời cưới vợ. Tôi cũng kiếm cái nghề làm ăn á. Mà mình này thầy chùa chỉ biết chung mỏ không à. Thằng ra nãy tôi suy nghĩ có phải là luật sư thiên năm lần của Stackball mới đậu phải không? Để hai cái bằng thằng nghề đúng rồi. Thì như vậy theo sự hiểu biết của tôi đó, là thứ nhất là cái bằng đầu tiên á, mà tôi xin rớt là văn phòng giới thiệu hôn nhân. Lần thứ hai thi là bảo lãnh di trú vợ con từ Việt Nam Hoa Kỳ. Thứ ba là đoàn tụ vợ con tại Hoa Kỳ. Thứ tư sau khi đoàn tụ xong rồi đó là giấy tờ thẻ sanh và ly dị. Và khi mà cưới mới nhỏ về bên Việt Nam mà được sống như cộng sản xong đó ma giáo rồi thì nó bị phá sản. Thành ra tôi hỏi là tôi biết tôi sẽ lấy năm cái bằng. Thứ nhất là văn phòng giới thiệu hôn nhân, thứ hai là bảo lãnh di trú, thứ ba đoàn tụ gia đình, thứ tư lấy xe thanh, thứ năm lấy diện, thứ sáu là phá sản, thứ bảy là vô nhà chết luôn. Phải không? Dạ. Cái đó là lực sư Vương chịu thua rồi. Rồi. Bó tay rồi đó. Rồi bó tay. Còn cái mà tôi nghe ông mấy cậu bà đó, ông giới thiệu ông là chuyên môn luật sư, xui luật sư. Dạ đúng rồi. Tại vì mình nghe tới luật sư là mình không dám, mình sợ lắm. Nhưng mà tôi nói thật cho ông, nếu mà ông thừa thắng cái khê này đó, không, tôi giao hết cái hệ thống tôi cho ông, giao hết. Tôi nói để mà khoe thôi nha. Cái làng Di Đà này giờ mấy triệu đô la. Rồi có một cái làng Di Đà ở Indo, làng Indo thì nghèo, nhưng mà khi cái làng tôi về đó là nó ăn ké như cái băng spring á. Hồi tôi mua cái đó là kinh tế nó xuống, bây giờ nó lên, nó đó 10 triệu. Rồi một cái này youth center đó, là 33 mẫu mà tôi mua đó. Là cái ông Mỹ đó, ông giận vợ, ông bán cung tôi cho nó mấy triệu, muốn bán con trăm ngàn à. Rồi thế là tôi có cái tổ đình đó. Là hồi xưa tôi mua rẻ là bây giờ nó bắt lắm. Thành nên ông mà thắng được cái khe này ha, tôi giao hết cho ông. Tôi thưa Việt Cộng vi phạm Hợp định Paris. Tôi thưa Hồ Chí Minh giết 3 triệu rưỡi dân tôi. Tôi thưa rưỡi đồng bào tôi ra bên Việt Biển, bao nhiêu người chết. Tôi thưa bao nhiêu những gia đình tan nát gì Hồ Chí Minh. Ông thưa dùng tôi đi, quý vị đồng ý không? Mà lấy được lại Việt Nam, lấy lại được Sài Gòn. Thưa làm sao mà họ học diễn đâu. Sài Gòn hồi xưa là đi tới đâu cũng hãnh diện. Và ông thưa làm sao bây giờ tôi đi tới đâu mà tôi thấy mấy cái thằng mà phi công Việt Nam là nó nói, ê, coi dừng mấy phi hành đoàn Việt Cộng nó cấp cho trẻ. Tôi, ông xui, tôi thắng đi, quý vị có đồng ý? Mà thắng được đó, quý vị giao hết này không? Tôi giao hết. Yeah. Có lẽ là cái giấy tờ đầu tiên á mà Bác Hòa sẽ đồng hành cùng với luật sư Lê Văn Cương. Nhưng mà kêu gọi cùng tất cả Phật tử ở đây là cái câu hồi nãy là câu gì? Làm cái đơn lúc trước đi đã. Đúng không Cương? Đủ rồi, 40 năm đủ rồi. Bây giờ ai đồng ý ký giấy, chỉ cần ủng hộ. Thưa Hồ Chí Minh Đa Bò, thưa Nguyễn Tích Dũng, thưa Nguyễn Phú Trọng, thưa ba vị đại diện, ký không? Rồi, ký lên 40 năm đủ rồi, không có lượng niệm gì nữa hết, mà giờ làm thẳng luôn. Luật sư Lê Văn Cương, phải không? Bây giờ ở đây có Michael Hòa, phải không? Michael Hòa là đài Sài Gòn 51.3. Tôi là thượng tổ chức tương lai, hôm nay sẽ thành lập cái đài coi như là 35.35. Tôi là Michael Quẹo. Xin gửi lời chào tất thể những người Việt Nam tiền nhiệm cộng sản. 40 năm đủ rồi. Hôm nay chúng ta phải làm một cái lời thật, đổi lại công lý tự do rất là dễ dàng. Hiệp định Paris là chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình. Rồi Hiệp định Geneva là chia đôi đất nước. Việt Nam Cộng Hòa chẳng có bao giờ đưa quân ra chiếm cái kia mà chiếm đó. Việt Nam Cộng Hòa chỉ đỡ. Bây giờ không còn đỡ nữa, đánh vào Việt Cộng. Yeah. Rồi ngày hôm nay và bây giờ đến chiều là chúng ta có quyền hỏi thầy để mà xin thầy hướng dẫn làm cái đơn đó như thế nào để làm bất cứ không mất thời giờ của sư đệ Vương, xin phép thầy làm.
có một người có câu hỏi tiếp tục nữa là câu hỏi đó với lại luật. Dạ thưa luật sư Vương, dạ. Câu hỏi này là chắc thuộc về quốc tế quốc pháp. Và theo như bản hiểu thì trước năm 75 thì quần đảo Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam Cộng Hòa, mà trong khi đó Phạm Văn Đồng đã ký bán ngày 14 đây đấy, nhượng lại cho Trung Quốc là ngày 14 tháng 9 năm 1908. Và nhưng mà sau này á thì Việt Cộng Chính Chiến đã giao lại cho Trung Quốc. Và nếu sau này Việt Nam Cộng Hòa mà có lấy lại được Việt Nam á, có thể thưa mấy không? Bây giờ cái chậu bông này của thầy, những con có bị mượn qua cũng thật, mà luật sư Vương bán thì thầy có quyền đòi lại. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Cái đó là cái luật của Texas. Và cái luật của nhà của giống như là của hồi nãy nói là worldwide đó, quốc tế đó, thì cái luật quốc tế nó cũng giống như vậy thôi. Là tại vì nó phải áp dụng và phải có một cái nó gọi là nghe mà fair, công bằng. Thì cái luật quốc tế là nếu không phải của mình thì mình làm sao mình bán được. Thì cái câu hỏi là hồi nào, lúc nào là họ bán, thì theo ảnh nói là bán trước 75 là của mình, không được bán. Là của Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. So, nếu mà như vậy đó thì cái bán đó được hủy bỏ, không chấp nhận được. Tiếng Mỹ nó gọi là void hoặc là voidable, nghĩa là không có hiệu quả, không có được bán như vậy là tại vì anh chưa phải là chủ đất. Khoan khoan, đợi câu hỏi. Nói chung á là mình đem cái lực của tiểu bang rồi nó nói dài ra tới liên bang, rồi từ đó mình ra cái con tham số là quốc tế mình có thể. Thì luật sư Lê Phương nói đây là cái lý và cái lực. Cái lý và cái lực, cái gì không phải của mình đâu có cho ai được đâu. Tôi phải là tình cho không biết không đâu, thấy không? Cái đó là bản hát thôi. Chứ còn nếu mà tình cho không biết không là chắc là... Giờ xe của Đài Sài Gòn Network chúng tôi ra để on sale bán nhà có được không? Không được đâu. Dạ, có luật sư Thơm ở đây, luật sư Thơm sẽ trả lời câu đó. Rồi chút nữa tôi, cái gì hỏi tôi làm cách nào để mà thưa Việt Cộng về xâm phạm hiệp định Paris. Tôi thì khắc học đó, nhưng tôi có cái đường để thưa, cái gì bản thân nghe. Dạ đúng rồi, cái đó là cái quyền lợi của toàn dân, cái quyền lợi của chúng ta và quyền lợi của quốc gia. Thì chút nữa đó là giữ cái đó lại để chúng ta sẽ hỏi thầy. Phạm Văn Đồng không có cái tư cách gì để mà bán cả.
mà khi đó thì lãnh thổ này bây giờ nó là vẫn là của Việt Nam. Thì cái này mà để các quốc pháp quốc tế thì có thể kiếm mà lấy lại được. Nhưng mà cái đó là tại vì lúc bây giờ là cuộc kẹt mạnh, thành thử như thế là rất là khó khăn. Đúng như vậy là bởi vì năm 1959 đó là ông Phạm Văn Đồng là thủ tướng của xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm 8 là xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mà trong khi đó, đó là 17, vị trí thứ 17 từ ở tại Quảng Trị đi lên đi về tới phía Bắc đó là không được quốc tế công nhận. Đúng không? Không được quốc tế công nhận. Mà Việt Nam Cộng Hòa là được quốc tế công nhận. Trên 50 mấy quốc gia thì nằm trong khối liên phòng Đông Nam Á. Dạ. Thì bây giờ chúng ta nếu mà ngồi nói lý, mà nói theo cái lực mà biển á thì ai cũng công nhận, còn quốc tế chúng ta thấy như vậy. Cái hồi nãy mới còn muốn nhắc lại đây nè, mình có đồng lòng đồng tình chưa? Hãy đứng lên đây nè. Đó. Đó. Đúng rồi. Mình có đồng lòng đồng tình chưa? Cái bây giờ mình nói là hồi lát nữa là mình lại mình đưa cái cá nhân cái chuyện mà không giải đáp được. Cho nên là cái quan trọng nhất là thiết cấp bỏ qua bên, rong rách bỏ qua bên, cái gì quý tổ quốc cần hết, mình cứ nói tổ quốc cho hết, đúng không sư phụ? Đúng rồi. Thì bây giờ cái tổ quốc cho hết của mình là mình phải đầu lòng đồng tình để mình nói lại như là giáo sinh mình đeo đó, như là ông cắt sống và không phải là ông mang lúc tôi kiên chúa nhờ. I am a dream, tôi có một giấc mơ, mình cũng có giấc mơ mà không nói. Bây giờ đó, tôi là không phải luật sư, nhưng mà hỏi tôi cái cách nào để mà kiện đó, tôi có cách mà kiện để mà lấy lại luôn. Nó có hai loại, một là lấy được lại quê hương. Tôi không có kiện lấy Hoàng Sa Trường Sa đâu, mà tôi kiện lấy lại từ vị trí 17 cho tới mũi Cà Mau, trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa. Đúng không quý vị? Bây giờ tôi xin lỗi nha, là đối với không có dám mối rìu qua mắt thợ, nhưng mà luật sư là bây giờ coi như là tôi là thân chủ của luật sư. Cái khê này lớn lắm á. Luật sư mà thắng được bây giờ cái tiền này, mỗi một năm hồi xưa Hoa Kỳ chỉ viện trợ cho chúng ta trong thời gian chưa bị cắt á là về cái kinh viện và quân viện, mà cái cuối cùng mà chúng ta thua là ông tổng thống Mỹ thực sự là 700 mấy triệu để vấn đề mà quân viện và kinh viện. Mà đó là xin Mỹ thiệt đó, hồi đó là Mỹ thiệt. Còn bây giờ Cộng sản nó không có xin Mỹ giả mà xin Mỹ dỗn là chúng ta đó. Mà chúng ta đã viện trợ cho nó 12 tỷ đô la. Thì bây giờ chương trình của tôi đó, mỗi một năm thay vì mình chịu khó mình nói đồng bào đó đi, bây giờ tôi nói vấn đề tại sao chúng ta phải gửi về. Tại vì tôi chưa có thấy ai biểu tình tại các cơ sở gửi tiền hết, vì ai cũng há miệng á là thân nhân. Bây giờ quý vị biết cái tội mà kiết nạp. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông chĩa súng ông bắt người nào rồi ông kêu chuộc tiền, chứ Hoa Kỳ có bắt ở tù không? Dạ có. Thì bây giờ Việt Cộng nó đã kích nạp hết 80 triệu đồng bào mà trong đó nó bỏ đói, hiểu chưa? Mà hả giờ tụi bay không có nè, mình thương ông nội, thương bà ngoại, thương cháu nội. Thành ra cái tội này đó là tội kích nạp cả một nước luôn, phải không quý vị? Bắt cóc cả một nước. Rồi nó ngoài cái tội bắt cóc mà nó còn xuất khẩu, nó bán người làm đĩ chỗ này làm đĩ, rồi bán công nhân mình á là đi làm trôi mọi cái là công nhân chỗ kia xuất khẩu. Thì cái tội rất là nặng, quý vị thấy không? Do đó bây giờ đó, yêu cầu tất cả đồng bào nếu mà muốn về Việt Nam để thắng đầu tiên á, mỗi một năm thay vì mình gửi 12 tỷ để nuôi Nguyễn Tấn Dũng, nuôi Đảng Cộng sản nó đi ăn chỗ này chỗ kia để mà nó một tô phở mình ăn 70 đô, rồi nó làm một cái bánh tét mà mấy triệu đô la đó, thì bây giờ mỗi một năm 12 tỷ đô la, chúng ta dành như vậy 2 năm thôi, 3 năm thôi là bao nhiêu tỷ đô la? Gấp đôi. 36 tỷ đô la để làm chi? Và 2 triệu đồng bào ở Hoa Kỳ, các nơi thế giới đồng ký vào thỉnh nguyện thư. Thì xưa ai ngày đó trong sự kiện Paris có Hoa Kỳ, có Cộng sản Hà Nội, có luôn Việt Nam Cộng Hòa, là có 2 người ký, và cái người bên Gia Đá Đại là nhân chứng, phải không quý vị? Và bên như là Indonesia là nhân chứng, bên kia là Ba Lan như nước nào đó, thì những cái nước đó bây giờ mình mời lại làm nhân chứng ngày đó ký, có công ước quốc tế. Và bây giờ chúng ta nói cộng đồng người Việt Nam ký hết 2 triệu người đồng ký, và chúng tôi thay vì chúng tôi có thắt lưng buộc bụng để mà chúng ta làm một lần thôi, chịu đói 3 năm thôi, để rồi khi mình nói mình có 36 tỷ đô la rồi ha,
kêu ngân hàng Thụy Sĩ lại để mà xích vô. Thì khi mà có 36 tỷ tự động á, lúc đó là luật sư các nơi nó bò về và nó ô bế thầy Thông Lai lại. Vâng, cho thầy, có kính chúc vị, xin phép thầy cho luật sư Đại Vương chúng ta một tràng pháo tay cảm ơn luật sư đã. Một trong những luật sư cũng như là Tôn Tùng Hoàng và luật sư Đại Vinh Vương không bao giờ nghỉ mệt, làm 7 ngày một tuần luôn, mở cửa 7 ngày một tuần, mà ngày hôm nay lại lên trên này để mà chia sẻ với chúng ta, thì cảm ơn luật sư Đại Vinh Vương rất là nhiều. Và trước khi rời thì mời luật sư ở lại dùng cơm trưa, xin phép thầy cho chúng ta nghỉ 45 phút để dùng cơm trưa, xong rồi đúng 1 giờ với lại luật sư Tôn Tùng Hoàng, và sau đó 2 giờ với lại sư phụ Thích Trung Lai. Tất cả những câu hỏi linh tinh chúng ta để dành với lại sư phụ. Dạ, cũng xin gửi giới thiệu với luật sư Đề Vinh Chương, một khách hàng rất là đắt giá. Đây là một người tị nạn Tây Tạng, đã bị Trung Quốc chiếm nước. Thành ra nếu mà luật sư thưa được lấy lại Tây Tạng thì cũng nhiều chuyện lắm. Vì Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, ngày nổi tiếng lắm, một buổi nói chuyện của ngài vài triệu đô la. Còn tôi á, bữa nói chuyện chỉ có vài ba đô la thôi. Nhưng mà tôi giới thiệu cho là Miss Customer, Master Taji, this is the super lawyer. He come here, he sue the North Vietnam, invasion the South Vietnam. Okay? The ceasefire on 1973. The North Vietnam belong to the Communist, the South Vietnam become the Republican of Vietnam. First, the North Vietnam play liar, they took everything. Now your country, that's from Tibet. You got the Dalai Lama, Lạt Ma, refugee. Dalai Lama, you talk to him. He will sue the China Communist. Get back your country. Okay. Chúng ta cho chào phóng tay để chào Master, Master Gen xin có mặt ngày hôm nay. Và xin để lấy thầy, sư phụ để cho phép chúng ta tạm nghỉ, tạm ngưng 15 phút sau giờ ngọ. Rồi rồi, dạ. Chúng ta xin kính thưa quý vị, tôi là Thượng tọa Thích Tông Lai, là chủ trì của Đài Sài Gòn 35.35. Tôi là Michael Quẹo, xin kính chào quý vị. Chúc quý vị một buổi trưa yên lành và hạnh phúc bên người thân. Đúng 1 giờ, đúng 1 giờ chúng ta trở lại ở tòa đài Thiền Nhân, nếu mà không có mưa nhá. Mời quý vị xuống vì các đại lên sao? Anybody go to the... Dạ, 1 giờ chúng ta trở lại. Trở lại đài Thiền Nhân nếu mà không có mưa. Nhớ là ghế 2 ngày đó, nhớ là 1 ngày đó. Nhớ là đó là đem chết 4 đô la nha. Chúng ta ký 13 tỷ đô la, 12 tỷ đô la cho lịch sử trước kia bây.